Khi nào mà không vào thì hả? Cái mật khẩu ở dưới này là gì hả? Hả? Cái gì? Mật khẩu wifi dưới nhà là gì đây? Con máy già. Ông bảo ai máy già? Hả? Mật khẩu wifi là gì? Con máy già. Máy già. Nào chẳng biết đâu. Phương à, mật khẩu wifi nhà mày là gì ạ? Học vậy á? Chẳng biết nào wifi ta chả vào được nữa. Lão này lại đổ mật khẩu wifi ở sao? Mấy ông vào lão nào nhà mà đi chợ gì mà chứ phải sáng giờ mà 10 giờ rồi vẫn chửa về. Phải đến chết mỏng. Không vào được biên. Thế nha. Bên nào cũng chợ cuối thì đi từ 7 giờ sáng giờ giờ 11 rưỡi giờ mà không về nào ạ. Vào nhà thằng bạn hỏi mấy con gà mái để mua về cho vợ tầm bổ. Thế nhưng mà vào xem thì gà mái nhà nó già quá. Trên mấy con gà già nó sợ về vợ. Vào xem có ba con gà mái trên mái già thôi. Không ấy được, không mua được, sợ. Mua gì đấy? Sợ về vợ ăn nó dai. Nhưng mà chả biết là đi chợ mua kiểu gì mà bịt kín mít đi ra cái làm gì. Ai đâu? Đâu rồi? Ai mày vào đâu? Trần đất mắc kẹt còn chơi quả kính điện. Chơi là trông giống ai? Đấy là cái tội. Nói cũng rõ ràng như thế đấy. Đây hôm nay có món cải thiện này. Đưa được 7.000 bạc cái mua chúng mua được có tí rau nó thiếu bố 1.000. Thế mà ở đâu ra ấy? Về thằng bạn nó đưa vừa đi nghỉ mát ở cái chỗ mà có cái loài chó mà nhất ở Việt Nam ấy là ở Phú Quốc nó cho đấy. Mà thế nào mà khẩu ông anh lại đổi sao mà sao cứ bảo không được cái nào ấy ngứa thầy à?
Thế mật khẩu wifi nào không đổi là gì đấy? Cầm mồm đi. Không bảo ai cầm mồm. Bảo ai? Cái đùa đâu. Người ta bảo là cầm cái mồm đi. Em hỏi anh là mật khẩu wifi là gì? À, cầm mồm đi. Cầm mồm đi, cầm mồm đi. Ai làm gì mà cầm mồm đi? Không mỗi cái mật khẩu wifi mà không nói hẳn nói thôi là không kìa. Bảo là cầm mồm đi còn. Cầm mồm đi, cầm mồm đi. Chửa cái này, 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 vớ vẩn, không bảo ai có mồm. Hả? Từ sáng giờ lướt Facebook không vào được tí nào à? Không có việc gì làm đâu mà lướt Facebook. Em hỏi anh là một khẩu wifi là gì? Cầm mồm đi. Ông nói không? Bảo là mật khẩu wifi là cầm mồm đi mà còn. Chết sao không nói nó? Nói thế à? Nói thế à? Giật hết một chân. Rửa tay xem nào. Cái dạng kia này. Ai mà nó không rõ ràng kêu gì. Đặt mũi xem. Quanh từ sáng đến giờ không dọn dẹp nhà cửa đi. Bạn đỗ thì nam nghe kia cơm anh nấu chưa? Mà giờ này ngồi lên cháo. Cái tay đau em đánh này thì cơm nấu được đâu. Sáng đi vệ sinh còn chả lừa ấy được kia kìa. Còn phải lấy vòi một tay phụt kia kìa. Đùa đâu, bẩn vừa đấy. Thế làm nào? Không xịt thế là bắn hết lên tưởng làm nào. Cái đứa nào gây ra? Và nếu mà ông bảo ai cầm mồm ấy à, ông bảo bảo ai đấy? Ông vả ai? Vả cho phát bây giờ. Cái gì mà vả cho phát bây giờ? Hả? Ông thích cả không? Anh bảo là vả cho phát bây giờ. Vả cho phát bây giờ. Ây ơi ơi. Vả cho phát bây giờ. 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 Vả ai? Vả ai? Vả ai? Vả ai? Vả ai? Cứ chửi tôi. Ông muốn tôi không? Đi vào nấu cơm đi không? Mặt mũi xem. Ông ăn nhanh đi vào nấu cơm đi không? Phải chưa? Ông nó bảo nó quên file là bảo cho phát bây giờ rồi. Ai hỏi mật khẩu wifi mà ông bảo? Hả? Ông ăn nhanh cái đâu?
cái mặt xem. Nhìn cái mặt xem. Em sai đánh. Đúng đánh. Đúng là ác nhân đời tôi khổ nhất lấy cô. Anh bảo gì á? Hả? Anh bảo gì? Ý anh là anh sướng nhất khi được em đánh. Thế nó còn thông tai. Anh đây đây. Ngồi đi mà lèm nhèm gì. Sướng nhất là được bỏ vợ. Này thì bỏ vợ.